Arahang sama sambuto pakawa butang pakawantang api wademi swakato pakawata tamo tamang namasami supatipano pakawato sawakasangko sangkang namami. Đệ tử xin cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chư tăng. Nguyện cầu hỏi lực tâm bảo xin thị từ giáo hộ đến toàn thể quý vị Phật tử thân tâm thường lạc bồ đề tâm viên mạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, nhân ngày hôm nay gia đình cô Năm cùng với quyến thuộc thiết lễ trai tăng để hướng nguyện công đức đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, nhất là hương linh của ông Trần Ban, bà Mã Nga Anh, ông Mã Văn Thanh, ông Lưu Sĩ cùng các bé Sang Tâm, Sang Lộc và Sang Phước, cũng như thân bằng quyến thuộc đã quá vãng nội ngoại hai bên của gia đình thi chủ. Thì chúng tôi cũng xin thay mặt chư tăng có bài pháp cùng các vị nhân cái ngày làm phước hôm nay. Bài pháp ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các vị về đề pháp là tác dụng của giới đối với nhân quả nghiệp báo. Sở dĩ mà chúng tôi muốn đề cập cái đề pháp này đó là do vì cái tầm vô cùng quan trọng của giới học. Như các vị thấy rằng là ở trong hầu như toàn bộ cái đời sống của chúng ta hiện tại, những gì mà mình đang có đây phần lớn đó là do cái nhân của trong đời quá khứ. Và mỗi người đó là những người thừa tự, chúng ta đã thừa tự những cái nhân thiện và nhân bất thiện ở trong đời quá khứ, và kết quả chúng ta có cái đời sống mang thân người ở trong hiện tại. Chúng ta không bao giờ chúng ta có một cái chọn lựa được. Chẳng hạn giống như là mình không có chọn lựa là khi mà mình có mặt ở trong đời này với cha mẹ mình là ai, quyến thuộc mình là ai. Chúng ta cũng không có quyền chọn lựa là mình sẽ sanh vào trong gia đình nào, với cái giới tính nào, với cái sức khỏe như thế nào. Chúng ta không có phải chọn lựa đó, mà tất cả nó là do cái nhân thiện và bất thiện trong quá khứ nó đã sắp xếp sẵn cho mình. Nghĩa là những cái nhân nào mà chúng ta làm ở trong thời quá khứ gần hay xa đó, khi đến cái thời điểm chín muồi đó thì nó sẽ cho cái kết quả đó. Và cái việc đó nó cũng giống như là khi mà chúng ta làm các cái công việc sinh kế hàng ngày, như là trong công việc mà chúng ta trồng trọt vân vân, thì mỗi cái hạt giống chúng ta gieo xuống đó thì tùy vào mỗi cái loại giống mà có khi là cái thời gian nó có quả sớm hay là lâu hơn, nó tùy vào cái mọi cái hạt giống. Tương tự như vậy đối với những cái hành động thiện và ác của mỗi chúng sinh, thì tùy vào cái nhân đó mà có khi đó là nó cho quả ở trong đời hiện tại, và có khi đó là cho quả đời kế sau, và có khi đó thì cho cái quả đời sau xa hơn nữa. Và do vì là cái đời sống tại gia cư sĩ đó, chúng ta còn phải bận rộn rất là nhiều việc sinh kế, cho nên một trong những cái điều mà Đức Phật này dạy đó chính là cái thực tập về giới. Khi mà Đức Phật này quy định cái học giới cho
những người đệ tử đó, thì trong đó có những người tại gia cư sĩ, có những người xuất gia. Và khi mà Đức Phật Ngài ban hành một cái học giới nào đó, thì Ngài thấy rằng cái học giới đó nó có một cái lợi ích, cho nên Ngài mới ban hành cái học giới đó. Và đối với người cư sĩ đó, thì cái học giới đó gồm có ngũ giới hay là bát quan trai giới. Và cái học giới của người cư sĩ đó là cái việc, cái lợi ích trước hết đó, đó là Đức Phật này nhắm vào cái ác nghiệp. Do vậy các vị thấy rằng là ở trong năm giới của ngũ giới đó, thì chúng ta giữ được cái giới nào đó thì tránh được cái ác nghiệp của giới đó. Và trong cái vòng sinh tử luân hồi đó, nó được lặp đi lặp lại trong một cái chuỗi dài tương quan của nhân quả. Do cái này có mà cái kia có. Do vậy mà khi mà chúng ta tạo ra một cái nhân nào đó, thì cái nhân đó nó sẽ có cái để lại cái ảnh hưởng. Và cái nếu đó là nhân lành đó, thì nó để lại cái ảnh hưởng, hay chúng ta gọi là cái quả lành. Và nếu đó là cái nhân xấu đó, thì nó sẽ để lại cái ảnh hưởng xấu. Và do đó mà khi mà Đức Phật này dạy các cái học giới cho những người đệ tử đó, thì cái việc đầu tiên đó là Ngài nhắm đến cái lợi ích khi mà chúng ta còn ở trong cái sinh tử luân hồi. Cái vòng sinh tử luân hồi này nó lặp đi lặp lại, mà ngay cả cái khởi điểm của nó cũng khó có thể chỉ ra đâu là khởi điểm của cái vòng sinh tử luân hồi. Cho nên chúng ta đọc trong kinh điển, chúng ta thường hay nói rằng, hay nghe cái câu nói rằng là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, tức là trước trước đi rất là xa đó, thì chúng ta cũng không có lần mò được cái điểm khởi đầu. Và rất có thể rằng là trong cái luân hồi của chúng ta nó còn dài đến mức độ mà chúng ta cũng không biết khi nào mà chúng ta mới kết thúc cái vòng sinh tử luân hồi đó. Và trong suốt cái thời gian mà chúng ta luân chuyển từ cái đời sống này đến cái đời sống khác đó, phần lớn chúng ta sanh vào cái khổ cảnh. Bởi vì trong mỗi chúng sinh phàm phu á, là ai cũng còn nhiều cái phiền não, nhiều cái tham, nhiều cái sân và nhiều cái si. Và khi mà còn nhiều phiền não như vậy đó, thì mỗi khi mà tham khởi lên đó, thì chúng ta hành động và nói năng theo cái lòng tham của mình. Và khi mà trong lòng của chúng ta có sự sân hận đó, thì chúng ta hành động và nói năng bằng cái sự sân hận. Có cái phiền não nào đó thì nó sai sự chúng ta hành động theo cái phiền não đó. Và thỉnh thoảng đôi khi, như là các người, như chư vị Phật tử ở đây, là thỉnh thoảng đôi khi chúng ta làm các cái việc thiện lành, như là bố thí, trì giới, tu thiền, vân vân. Nhưng mà tính theo cái dòng luân hồi đó, thì cái thời gian mà chúng ta làm thiện nó bao giờ nó cũng ít hơn là chúng ta làm các cái việc ác. Và chính vì điều đó đó mà một chúng sinh đó, mà mệnh chung đó, là chúng ta sanh vào khổ cảnh nhiều hơn là chúng ta được sanh vào cái cảnh giới lành. Và may mắn cho tất cả chúng ta đang có mặt ở đây đó, là hiện tại đó, là được mang thân người và được gặp Phật Pháp. Và do đó khi mà chúng ta có một cái cơ hội tốt như vậy đó, thì nếu mà mình không có cố gắng nỗ lực đó, thì mình sẽ mất đi một cái cơ hội quý báu. Bởi vì không có, trong dòng luân hồi đó không có dễ dàng có những khi chúng ta được mang thân người. Không dễ dàng đó, mà khi mà chúng ta mang thân người đó, thì chúng ta còn sáng suốt, khỏe mạnh và được gặp Phật Pháp. Do vậy tất cả những người đang có mặt ở đây đều là những người mà chúng ta có một cái phúc báo lớn, rất là lớn, nếu mà chúng ta hiểu về tất cả những cái cơ hội, cái điều kiện mà mình đang có, thì mình mới biết rằng là mình đang có một cái điều kiện
mà cái điều kiện đó đó không phải dễ dàng trong luân hồi mà mình mới có được. Có rất là nhiều người hiện tại cũng hướng tâm tu tập, nhưng mà cái việc tu tập đó đó đôi khi đó nó đôi khi chúng ta không có được một người bậc đầu sư như là một vị Phật. Do vậy đó cái lòng tính tâm đó đó chúng ta không có thật sự đem lại những cái hạnh phúc lâu dài trên cái đường sinh tử luân hồi. Không phải ở đây chúng ta đứng về cái phương diện là một người con Phật, mà do vì cái may mắn ở đây chúng ta có được bậc đạo sư chỉ ra cho chúng ta biết được rằng là sở dĩ mà mỗi người có những cái khác biệt xấu tốt thì đó là cái kết quả của những cái việc thiện ác của mình. Do vậy mà chỉ riêng cái việc á mà một người Phật tử đó mà giữ giới được trong sạch thôi đó thì nhiều chỉ chừng đó thôi đó là chúng ta đã có được vô số cái lợi ích rồi, thưa các vị. Bởi vì á các vị biết rằng là cái vui và cái khổ á, nó đối lập với nhau. Cái thiện và cái ác á, nó đối lập với nhau. Nó cũng giống như là cái vô minh và cái trí tuệ nó đối lập với nhau. Khi có cái này đó thì nó không có cái kia. Do vậy mà khi mà một người làm thiện đó, thì nó sẽ được đối lập với cái bất thiện. Và nếu mà ở trong cái tâm hồn của mỗi người đó mà chúng ta làm càng nhiều việc thiện đó, thì chúng ta càng ít làm việc ác. Và ngược lại, nếu mà chúng ta càng làm nhiều cái việc ác đó thì tất nhiên là chúng ta ít làm việc thiện, bởi vì nó đối lập với nhau. Một người có nhiều cái lòng sân hận đó thì người đó không có nhiều cái lòng từ bi. Mà một người mà có nhiều lòng từ bi đó là người đó rất ít có sự sân hận, bởi vì nó đối lập với nhau. Thì cái giới học đầu, cái giới luật á, cái lợi ích đầu tiên đó là Đức Phật ngày dạy cho chúng ta cái phương pháp đó để đào thải bớt các cái ác nghiệp. Một người mà giữ được cái giới sát sanh á thì người đó tránh được vô số cái ác nghiệp của cái việc sát sanh. Một người mà giữ được cái giới trộm cắp á thì chúng ta tránh được rất là nhiều cái hậu quả từ cái việc vi phạm các cái ác nghiệp đó. Trong chú giải nói rằng là khi mà một người làm một cái việc ác đó thì đó nó không chỉ đơn thuần là một cái việc thôi, mà nó là một cái chuỗi dài. Trong kinh nói rằng khi mà chúng ta hành động một cái việc ác đó thì khi mà mình khởi tâm, mình suy nghĩ mình muốn làm á thì khi đó là một cái việc ác. Rồi khi mà mình ra sức mình hành động á, nó là một cái việc ác. Rồi khi mà mình đã hành động rồi đó thì tạo một cái việc ác. Đó là chúng ta nói ngắn gọn, chứ thật ra có những cái việc ác á, mà cái chuỗi dài của cái ác tâm nó kéo rất là dài. Chỉ đơn giản thôi, một người ở vùng thông quê dự định là buổi sáng ngày đó đó là sẽ ra đồng bắt cá thôi. Chỉ một cái suy nghĩ, chỉ có nghĩ một cái việc nhỏ như vậy, nhưng mà thật ra để từ khi mà ông suy nghĩ cho đến khi mà ông có cái bữa ăn đó là nó một cái chuỗi dài của rất là nhiều lần của cái ác nghiệp. Và khi mà cái quả của cái ác nghiệp sát sinh đó, nó không có chỉ có đơn thuần một quả. Chẳng hạn giống như là trong đời hiện tại chúng ta sát sinh rồi, ở trong cái đời nào đó chúng ta bị một cái quả như là mình yểu thọ vân vân. Mà do vì khi mà chúng ta hãm hại cướp đoạt cái sinh mạng của chúng sinh khác á, chúng ta đã gây ra quá nhiều cái ác, cái hậu quả tai hại cho chúng sinh khác. Chẳng hạn giống như là trước khi mà một người sát sinh á, là người đó làm cho chúng sinh khác á, là sợ hãi. Rồi khi mà chúng ta cướp đoạt cái sinh mạng của một chúng sinh khác đó đó thì chúng ta gây ra cái sự đau khổ cho rất là nhiều
những cái chúng sinh liên quan. Chẳng hạn giống như là chúng ta giết con chim mẹ thì các con chim non nó phải chịu đói đến chết. Do vậy mà khi mà cái quả nó chín mùi đó thì toàn bộ những cái khổ đau mà người đó đã gây ra cho chúng sinh khác đó, là chúng ta đều phải nhận lại lãnh cái quả đó hết. Do vậy khi mà chúng ta thấy một người mà họ bị nghèo đói, mình không có thể vội kết luận rằng người đó là ở trong đời quá khứ họ bỏng sẻn vân vân, bởi vì rất là nhiều cái ác nghiệp nó dẫn đến cái sự nghèo đói đó, trong đó kể cả cái việc sát sinh. Do vậy đó, mà một người mà giữ được một cái giới sát sinh thôi là người đó tránh vô số cái ác nghiệp, thưa các vị. Và cái quả thiện á, nó sẽ tạo cái điều kiện cho cái nhân thiện khác, và một cái quả ác á, nó sẽ tạo cái điều kiện cho một cái nhân ác khác. Cho nên là một người mà làm ác rồi đó thì không chỉ có một cái việc ác thôi, mà nó sẽ là cái cơ hội để chúng ta làm nhiều cái việc ác khác. Chẳng hạn giống như là một người vi phạm những cái ác nghiệp như là sát sinh, trộm cắp, rồi ở trong đời sau đó họ phải sanh vào những cái hoàn cảnh giống như là nghèo đói khốn cùng vân vân. Và từ ở trong một cái điều kiện đó đó thì họ để có cái nguồn sống đó, thì họ vi phạm nhiều cái ác nghiệp khác. Giống như là đôi khi một người mà lâm vào một cái hoàn cảnh khốn cùng đó, thì họ có thể họ làm bất cứ một cái việc ác nào nếu mà họ có cái điều kiện. Do vậy đó, khi mà chúng ta rơi vào một cái hoàn cảnh khổ rồi đó thì đó là vô số cái điều kiện cho chúng ta làm thêm các cái ác nghiệp khác. Giống như là một người sau khi mệnh chung sinh vào cái loài bàn sinh, chẳng hạn giống như là sinh vào những cái loài ăn thịt sống như là cọp, beo vân vân, thì khi mà chúng ta sinh vào ở trong cái đời sống đó đó thì chúng ta tiếp tục chúng ta tạo cái ác nghiệp nữa. Và cứ từ cái ác nghiệp này nó làm cái điều kiện để chúng ta tạo nhiều cái ác nghiệp khác, và từ cái ác nghiệp đó nó làm tiếp tục là tạo cái ác nghiệp khác. Cho nên khi mà một chúng sinh khi mà đọa vào cái khổ cảnh đó, thì thật sự mà nói là cái cơ hội mà họ để sanh trở lại nó rất là khó. Chỉ có một cái trường hợp mà một chúng sinh đó đó dễ dàng thoát khỏi được cái khổ cảnh đó là như thế nào, đó là khi mà một người đã đọa vào các cái cảnh khổ cảnh như là loài bàn sinh, cầm thú vân vân, rồi tiếp tục làm ác cho đến độ mà họ đã rơi vào những cái địa ngục, cái tuổi thọ rất là dài. Và khi mà họ và một chúng sinh khi mà sinh vào cái địa ngục á, thì có những cái cảnh giới đó mà cái khổ trong kinh điển đạt rằng là nó không có gián đoạn. Ví dụ giống như loài người của chúng ta, đôi khi chúng ta bị tai nạn, bị bệnh hoạn vân vân thì chúng ta khổ thân trong một cái thời gian ngắn, nhưng mà đối với những cái chúng sinh ở trong địa ngục đó, là cái khổ nó không gián đoạn. Và có những cái cảnh giới đó mà gần như là họ cũng không có khả năng làm thiện đã đành, nhưng mà cái cơ hội làm ác đó, thì nó gần như cũng không có luôn. Và họ chỉ lãnh chịu cái quả khổ của cái nhân bất thiện trong đời quá khứ trong một cái thời gian rất là dài như vậy, cho đến khi mà cái ác nghiệp đó nó vơi đi đó, mà trong cái đời sống của họ thì cũng không có cơ hội để mà họ tạo cái ác nghiệp thêm, thì khi đó mới may ra thì họ thoát cái cảnh khổ. Thì do vậy đó, cái địa ngục đó, nó là cái nơi gần như là cuối cùng mà để mà chúng sinh có cái cơ may đó để thoát ra cái khỏi khổ cảnh. Còn mà nếu không có cái nhờ những cái cảnh địa ngục đó mà chúng ta còn ở phía trên cái cõi trên đó, là cái khuynh hướng tiếp tục làm ác, không có dừng lại được, nó khổ kinh khủng như vậy. Do vậy á, khi mà Đức Phật ngày dạy cái việc tu tập đầu tiên đó là ngày dạy cho chúng ta đó tránh các cái ác nghiệp. Và khi mà chúng ta tránh các ác nghiệp đó, thì người đó được giải thoát khỏi các cái khổ cảnh. Và khi mà chúng ta không có sanh vào trong cái khổ cảnh đó, ở đó đó mới chính là cái cơ hội để chúng ta làm các cái thiện nghiệp. Chẳng hạn giống như là một người đó là được sanh về cái cõi nhân loại
thì chúng ta mới có cái cơ hội để chúng ta làm các cái công đức, hay là nhờ chúng ta nhờ cái việc mà chúng ta giữ giới như là không sát sinh đó, thì chúng ta mới có một cái tuổi thọ dài, có một cái sức khỏe để chúng ta làm các cái thiện nghiệp. Do vậy đó, cái giới nó còn gọi một cái tên khác, đó chính là cái phước đức trong ba loại phước: phước vật, phước đức và phước trí. Và phước đức là như thế nào? Cái phước đức đó chính là cái phước nền tảng cho hai cái loại phước vật và phước trí. Do vì nếu mà một người chỉ làm những cái việc, chỉ có tạo phước vật không thôi, chẳng hạn giống như là chúng ta bố thí làm từ thiện vân vân, thì cái quả của đời sau đó là mình được đầy đủ tài sản vật chất. Nhưng mà nếu mà người đó mà không có giữ giới đó, thì thật sự cái tài sản đó chúng ta có mà không có hưởng được. Chẳng hạn giống như là chúng ta sanh được vào một trong gia đình giàu có, nhưng mà mình mang thân bệnh hoạn tật nguyền hoặc là tâm thần vân vân, thì chúng ta không có hưởng được cái tài sản đó. Và cuối cùng mới chúng ta sanh vào trong một cái nơi giàu có mà mình yểu thọ, hoặc là mình có tài sản bao nhiêu đó thì mất bao nhiêu hết. Cho nên nếu không có cái phước đức, tức là cái nền tảng của giới đó, thì giống như là một cái căn nhà mà không có cái nền móng vững chắc, thì dù cho chúng ta có trên đó chúng ta có xây dựng đẹp như thế nào đi nữa đó, thì căn nhà đó nó cũng sụp đổ. Và ngay cả có những người đó là có một cái trí tuệ sáng suốt hơn những người khác, nhưng mà sanh ở trong một cái gia đình nghèo khó, rồi mang thân bệnh hoạn, thì cái trí tuệ đó nó không có cái cơ hội để nó phát huy được. Chúng ta sanh vào trong gia đình nghèo khó đó thì chúng ta không có cái điều kiện để ăn học, rồi mang cái thân bệnh hoạn đó, thì chúng ta cũng không còn cái tâm trí đâu mà để mà chúng ta phát triển cái trí tuệ. Cho nên nếu mà không có cái nền tảng của cái giới học đó, thì thật sự là toàn bộ cái vòng xuân luân hồi của chúng ta đó, các cái thiện nghiệp của chúng ta đó, nó bị sụp đổ, nó không có cái chỗ, không có chỗ đứng. Cho nên đó, các vị Phật tử dù đi chùa có nghe pháp bao nhiêu chăng nữa, nhưng mà cái căn bản nhất đó, nó vẫn là cái giới, tức là tránh các cái điều ác. Chúng ta bỏ chùa được, chúng ta bỏ vì một lý do nào đó, chúng ta cảm thấy bất mãn với một vị sư nào đó, chúng ta bỏ được. Nhưng mà nếu mà vì những cái lý do nào đó mà các vị bỏ không có giữ giới đó, chắc chắn là chúng ta khổ, không có thể nào mà cứu vãn được hết. Do vậy đó là khi mà một người Phật tử chúng ta làm phước, hồi hướng công đức đến thân bằng quyến thuộc quá vãng, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là tất cả chúng sinh đó, đều phải sống bằng cái hạnh nghiệp riêng của mình. Và những cái gì mà mình làm á, là chúng ta cũng không có thể cho họ cái quả từ cái nhân thiện của mình đã làm. Chúng ta không có thể nào mà giữ giới cho cha, cho mẹ, anh chị em. Chúng ta không có thể nào mà tu dùm cho người khác. Và cái việc mà một người làm phước hồi hướng á, chúng ta chỉ có để đánh thức cái thiện tâm của chúng sinh đó. Và khi mà một người mà làm phước hồi hướng á, thì trong một số trường hợp á, mà có thể hồi hướng được, đó là một chúng sinh nói chung và thân bằng quyến thuộc của chúng ta nói riêng, là nếu mà sinh vào ở trong một cái cảnh giới nào đó, và cái cảnh giới đó đó, người đó có thể hay biết được cái việc mà thân bằng quyến thuộc làm, và chúng sinh đó là người mà tha thiết với cái thiện, thì những chúng sinh đó mới có thể nhận được phước báo. Còn nếu mà thân bằng quyến thuộc của chúng ta đó, mà khi mà được hồi hướng đó, mà không có vui thích theo cái việc thiện đó đó, thì không có thể nhận được phước báo. Nó cũng giống như là cha mẹ thương con, dạy cho con học, nhưng mà nếu con không có vận dụng tư duy, không có chịu lắng nghe, thì cha mẹ cũng không có thể nào, người thầy cũng không có thể nào đem kiến thức mà đặt vào cái bàn tay của người học trò được. Bởi vì nó cần phải có cái sự tiếp nhận của người học trò. Và nói đến đây đó, chúng ta nói thêm về một cái tác dụng lớn, một cái giá trị lớn của giới. Đó là so với các cái việc
thiện khác á. Chẳng hạn giống như là một số người làm cái công việc như là bố thí từ thiện, hay là chúng ta làm các việc phục vụ vân vân á, thì khi có điều kiện á, thì chúng ta làm. Và chính vì cái điều đó đó, cái những cái việc thiện đó đó, nó khó có trở thành một cái thói quen thiện. Bởi vì một năm chúng ta làm phước 2-3 lần á, thì nó cũng không có thắng được cái thói quen bất thiện hàng ngày. Nhưng mà đối với giới á, giới là trong bộ ba của tam học giới định tuệ, là một cái phương pháp vừa gián tiếp vừa trực tiếp đến cái con đường giải thoát. Cho nên á, giới nó có những cái công năng á, giống như là định và tuệ. Công năng giống như định và tuệ là như thế nào? Định và tuệ đó đều nhắm đến cái việc là để thuyên giảm cho đến đoạn trừ phiền não, thì giới cũng như vậy. Và định và tuệ đó là những cái thiện pháp mà vị hành giả phải tu tập liên tục thường xuyên. Thì đối với giới cũng như vậy. Do đó cả các vị thấy rằng là các cái việc phước mà các vị làm đó, một tháng đôi khi chúng ta đến chùa một vài lần, nhưng mà đối với một người giữ giới đó, là người đó ngày nào cũng giữ giới, và thậm chí đó là trong một ngày đó là các, nếu một người giữ giới chuyên chú tinh cần đó, thì trong một ngày đó là nhiều lần nhớ lại cái giới mình phải giữ, nhớ lại những cái việc mình cần phải tránh. Và cái điều này nó nghe qua đó thì các vị thấy nó bình thường, nhưng mà trên cái vòng luân hồi đó nó quan trọng vô cùng. Bởi vì sao? Một người mà giữ giới như vậy đó, lâu ngày nó trở thành một cái gọi là cái thường cận y duyên thiện, hay còn gọi là cái thói quen thiện. Và cái thói quen thiện này đó, nó giúp cho chúng sinh đó trong cái vòng luân hồi đó ít có làm ác. Các vị biết không, là khi mà chúng ta đọc về cả câu chuyện của chư vị Bồ Tát tiền thân của Đức Phật, hay là các vị thinh văn đó, thì kể cả một người mà đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp, mà thỉnh thoảng trong một cái sanh hữu nào đó, trong một kiếp nào đó cũng quên mình. Do vậy nó cũng có những cái trường hợp mà chúng ta thấy, như là trường hợp của tướng cướp Angulima Má Lá, là với một cái túc duyên ba la mật đầy đủ như vậy mà trong cái kiếp hiện tại nó vẫn làm ác nghiệp. Nhưng mà nếu trong những cái kiếp gần kề đó mà vị đó tu tập một cái thiện pháp nào mà nó trở thành cái thói quen, thì nhờ cái thói quen đó đó mà chúng sinh đó dù có sanh ở một cái môi trường nào đó đó, thì nó cũng hạn chế cái việc làm ác. Nó giống như là có những người đó, khi mà họ mới sinh ra đó là bản chất đó rất là hiền lương, là do vì cái thói quen thiện ở trong đời quá khứ còn ảnh hưởng, còn tác dụng. Và nếu một người nào mà chúng ta giữ giới cho đến mức độ mà khi mà chúng ta trong những cái giấc chiêm bao vân vân, chúng ta vẫn thấy mình giữ giới, thì vị đó hãy mừng rằng là cái giới đó mình đã, nó đã trở thành một cái thói quen của mình. Còn nếu mà chúng ta, khi chúng ta quên mình là chúng ta không nhớ là mình giữ giới, ban ngày thì chúng ta giữ giới, ban đêm ngủ chúng ta thấy chúng ta câu cá vân vân, không nghĩ mình giữ giới, thì cái giới đó nó chưa có ăn sâu vào cái tâm khảm của người hành trì. Nhưng mà cái giới nào mà nó ăn sâu vào cái tâm khảm của người hành trì đó, nó càng khắng khích, càng thấm nhuần chừng nào đó, thì người đó trong những cái kiếp kế sau, nếu không có gặp Phật Pháp, thì người đó vẫn còn cái thói quen tránh các cái việc ác. Do vậy đó, những cái giới của một người cư sĩ như là ngũ giới hay là bát quan trai giới đó, còn nói một cách khác gọi là Pakkatisila, hay còn gọi là tự nhiên giới. Tự nhiên giới là sao? Tự nhiên giới đó là cái bản chất đạo đức của con người đó đó, ở một cái mức độ nào đó thì tự nhiên họ không có muốn làm cái việc đó, mà không cần phải gặp Đức Phật, hay cần không cần phải tu theo một cái pháp môn nào, không có ai quy định ban hành hết. Nhưng mà chẳng qua là cái thiện tâm đó tự nhiên họ thấy rằng là cái việc đó nó không có đáng làm. Nó cũng giống như là có những người trí thức đạo đức bên ngoài xã hội,
dù không có theo một cái tôn giáo nào hết, nhưng mà bản thân họ thấy rằng là có những cái việc sái quấy đó họ không làm. Thì nếu một người mà giữ giới đến mức độ mà nó đã trở thành cái thói quen, và ở trong cái đời sống sau đó đó, thì dù cho không có gặp Phật Pháp, nhưng mà tự nhiên những cái việc như là cướp đoạt sinh mạng của chúng sinh khác đó, chúng ta không có muốn làm. Hoặc là nếu có làm đó, thì làm rất là ít. Nó giống như là có những cái nhà có những người đó họ sinh ra cái bản chất họ họ rất là thương thú vật. Đó là ở trong đời quá khứ là họ không có sát sinh, và họ có thường có lòng từ đối với chúng sinh. Cho nên ở trong đời hiện tại đó là dù không có theo cái pháp môn tu tập nào đó, nhưng mà họ không có muốn làm cái việc ác đó. Do đó mà trong mỗi cái trong những cái việc thiện á, mà mang lại cái giá trị nhiều nhất suốt trong cái vòng sinh tử luân hồi đó chính là cái giới. Và cái giới đó nó có hai cái tác dụng rất là lớn, đó là ngăn ngừa các cái ác nghiệp và giảm thiểu các cái phiền não, và cũng là cái nền tảng cho các cái phước sự phước khác, đó là cái phước vật và phước trí. Và giới cũng là cái nền tảng cho định học và tuệ học, tức là hai cái giai đoạn quan trọng của một người tu tập trên cái con đường giải thoát. Thì nhân ngày hôm nay khi mà các vị Phật tử làm phước á, thì thật sự chúng tôi mong mỏi rằng là khi chúng ta đến chùa tu học, thì trong một cái điều kiện đời sống tại gia cư sĩ không có nhiều thời gian, và ở đây có những Phật tử á, chúng ta đã lớn tuổi, thì một trong những cái điều quan trọng nhất á, là chúng ta học Phật Pháp, học điều nào mà mình dễ dàng mình áp dụng. Bởi vì lời Phật dạy đó chỉ có giá trị khi mà chúng ta ứng dụng thôi. Còn nếu mà chúng ta biết nhiều mà chúng ta không có thực hành á, thì trong Kinh Pháp Cú ví dụ giống như là, nó giống như là một người mà đi chăn bò thuê cho chủ, làm những cái lợi ích từ nào từ của con bò như sữa vân vân á, thì người chủ hưởng, còn người chăn bò thuê đó thì không có được hưởng. Thì cũng giống như là nếu mà một vị tỳ kheo hay ai đó mà học Phật Pháp nhiều, có thể chia sẻ Phật Pháp đến cho người khác, nhưng bản thân mình không hành trì đó, thì nó giống như là mình làm thuê cho người khác, mình không có được cái gì hết ngoài những cái quả ít ỏi thôi. Thì đối với người Phật tử cũng vậy, là chúng có đôi khi các vị nghe Phật Pháp rất là nhiều, nhưng mà tới khi mình hành trì đó thì mình không biết chọn lựa cái pháp môn nào mình tu học, rồi vẫn theo cái thói quen là mình sinh hoạt theo cái thói quen tự nhiên, mình muốn làm gì thì làm. Nhưng mà đối với những cái pháp môn nào quan trọng như là giới thì bắt buộc đó, là một người Phật tử đó, là chúng ta phải thực hành tinh tấn, càng nghiêm túc càng tốt. Cái giới nó quan trọng đến mức độ đó mà Đức Phật Ngài dạy rằng là nếu một người nào mà đã vi phạm rồi, giống như chúng ta đã lỡ sát sanh rồi, chúng ta đang giữ giới mà chúng ta lỡ sát sanh, lỡ làm các cái ác nghiệp như là trộm cắp vân vân, thì cái người đó như thế nào? Người đó vẫn phải tiếp tục giữ bằng cách đó là chúng ta dừng lại. Bởi vì không thể nào nói rằng là mình đã lỡ phạm rồi đó, cho nên mình cứ làm cho đến khi nào mình có điều kiện mình thọ trì lại. Nó không có như vậy. Mà cứ mỗi lần mà chúng ta vi phạm đó là cái ác nghiệp nó chồng chất. Mà khi mà chúng ta dừng lại đó thì nó thầy cái ác nghiệp nó hạn chế. Cho nên đó, các vị nghĩ rằng mình đọa vào địa ngục á 1000 năm đó, thì nó vẫn đỡ hơn là 2000 năm. Thì do vậy đó, cái ác nghiệp nó càng giảm chừng nào đó, thì nó tốt chừng đó. Mà cái ác nghiệp giảm bằng cái gì? Chính là bằng cái giới học. Cho nên là các vị Phật tử là cái tối thiểu là chúng ta phải giữ cái năm giới. Và cái khi mà tránh được cái ác nghiệp đó rồi đó, thì cái giới đó cái giai đoạn gọi là cho giới thanh tịnh đó chính là ba giới còn lại của Bát Quan Trai Giới. Bởi vì cái giới đó chúng ta chỉ giữ được cái thân và khẩu, nhưng mà cái ý nghiệp nó chưa được thanh tịnh.
Thì bát quan trai giới đó là khởi sự cho hành giả, cho người tu á, thực tập về về ý nghiệp. Chẳng hạn giống như là một người thắc mắc rằng là tại sao mình nghe một bản nhạc tình ca như vậy đó thì mình có tạo vì cái ác nghiệp gì? Nhưng mà thật ra khi mà chúng ta nghe một cái bản nhạc mà mình ưa thích á, cái tâm mình nó nhiều cái phiền não, hoặc là tham, hoặc là sân phiền muộn vân vân, nó rất là nhiều cái phiền não. Mà khi mà cái phiền não mà nó tích tụ lâu ngày rồi đó thì tức nước vỡ bờ, cái thân và cái khẩu chúng ta giữ không được. Cho nên khi mà chúng ta học Phật Pháp, chúng ta hiểu rằng là mỗi cái lời dạy của Đức Phật, mỗi cái pháp môn môn hành trì đó, nó phải có cái tác dụng, có cái công năng như thế nào thì cái việc giữ giới đó nó mới có tác dụng. Chúng ta lấy ví dụ chẳng hạn giống như là cái giới ăn phi thời. Nếu một người nào mà chúng ta hiểu được cái tác dụng và cái công năng của cái việc giữ giới ăn sái giờ phi thời đó, thì chúng ta sẽ giữ cách khác. Bởi vì cái việc ăn uống á, đối với chúng ta có hai mục đích. Thứ nhất là để nuôi thân, thứ hai là để hưởng thụ. Và một người mà giữ giới ăn phi thời đó là người đó chỉ ăn uống chỉ với một cái mục đích để nuôi thân và tránh cái mục đích để hưởng thụ. Nói như vậy thì cũng có nghĩa là đối với vị hành giả tu thiền chuyên chú miên mật, thì dù cho ngay cái thời gian mà trong luật quy định là thời gian được phép thọ thực, giống như là từ sáng cho đến cái giờ trưa đó, thì nếu vị đó xác thấy rằng trong cái thời gian này ta thọ thực đủ để nuôi sống trong ngày, thì vị đó cũng không có dùng những thêm những cái thứ gì nhằm vào cái mục đích để thỏa mãn cái khẩu vị của mình, bởi vì nó hưởng thụ. Cho nên là nếu mà một người mà chúng ta học Phật á, mà chúng ta không có hiểu đến những cái công năng, cái tác dụng của cái việc hành trì đó, thì đôi khi chúng ta giữ cái học giới đó nó không có tác dụng. Chẳng hạn giống như là chúng ta rất là khắt khe kỹ lưỡng á, là khi mà ăn uống á, là phải để cái đồng hồ trước mặt, làm sao á, là không có để cho một cái kim dây á, nó vượt qua cái 12 giờ. Nhưng mà chúng ta biết rằng là giờ giấc á, thì nó cũng là quy ước. Chẳng hạn giống như là trước 75 á, thì cái giờ trong miền Nam và ở miền Bắc nó khác nhau. Rồi khi mà chúng ta ngồi ở trên máy bay đó, thì có đôi khi đó là chúng ta cứ bay suốt trong cái múi giờ rồi mình được ăn. Rồi có đôi khi đó, chúng ta ngồi trên máy bay đó, là chúng ta bay suốt cái múi giờ đó, là mình không có được ăn. Như vậy một người tu học á, chúng ta không có giữ giới theo cái giới cấm thủ mà nó không có tác dụng đối với cái nghiệp báo và cái phiền não. Và một người mà giữ giới đó, là chúng ta biết rằng là giới này Đức Phật ngày quy định là để cho mình giảm thiểu cái ác nghiệp và phiền não. Chỉ lấy cái đó làm kim chỉ nam đó, thì một vị tu học đó, nó mới có một cái lợi ích. Chẳng hạn giống như là nói đến cái phiền não đó, thì cái thức ăn đó nó không có nghĩa là một cái thức ăn cao lương mỹ vị, mà người tu tập đó là nhắm vào cái phiền não của mình đối với cái khẩu vị đó. Thí dụ giống như là có những cái thức ăn dù đắt tiền nhưng mà nó không có hợp khẩu vị của mình. Mình ăn vào mình không có thích, mình không có tham, thì nó vô hại đối với vị hành giả. Nhưng mà nếu đó là một cái thức ăn rẻ tiền, bình thường thôi, nhưng mà chúng ta có cái lòng tham khi mà chúng ta dùng những cái thức ăn đó, thì vị hành giả phải làm sao để cho mình không có khởi lòng tham. Đó là cái cách giữ giới của vị hành giả. Nó giống như là chúng ta giữ giới đó không có nằm nơi cao rộng, sang trọng, xa hoa, hưởng thụ trong cái việc ngủ nghỉ. Thì có những người đó họ mới tìm cách giải thích rằng là như vậy là mình phải ngủ ở cái giường như thế nào, cái chiều cao như thế nào là không phạm giới. Chẳng hạn giống như là 4 tấc hay 5 tấc. Cái việc mà cái chiều cao đó nó không phải nó quan trọng. Cái chữ cao rộng ở đây đó tức là chúng ta nghĩ đến cái chuyện xa hoa thụ hưởng, nó ngoài cái nhu cầu cái thân sinh học của mình. Nếu mà dù cho chúng ta có ngủ trên cây chăng nữa đó, mà chúng ta ngủ với một cái việc ngủ như là cái nhu cầu của cơ thể sinh học chứ không phải để hưởng thụ, thì dù cho ở trên cây 5-10 thước đó, thì nó cũng không, nó vô hại. Nhưng mà nếu mà chúng ta nằm trệt dưới đất mà với cái
có chăn êm nệm ấm vân vân, mà với cái tâm hưởng thụ á, thì nó cũng là vi phạm cái học giới của mình. Bởi vì cái học giới này sao, học giới này nhắm đến cái phiền não chứ không phải là một cái quy định máy móc là cái giường đó là 7 tấc là nằm được và 8 tấc là phạm giới. Giữa cái 8 tấc và cái 7 tấc các vị thấy nó có khác nhau gì, có tác dụng gì tới cái phiền não không? Nó đâu có. Cho nên khi mà chúng ta học đó là chúng ta tu tập, chúng ta biết cái công năng của cái giới đó, cái tác dụng của giới đó, thì trong đó khi đó nó là cái việc hành trì nó chín chắn hơn. Thì chúng tôi xin kết thúc bài pháp ở đây, trước khi dứt lời xin hướng nguyện công đức của thầy pháp thí này đến tất cả chúng sinh trong ba giới bốn loài, nhất là thân bằng quyến thuộc đã quá vãng của chư vị thí chủ của ngày hôm nay, đó chính là gia đình cô Năm. Xin hướng nguyện công đức này đến các hương linh ông Trần Ban, bà Ngã Mã Nga Anh, ông Mã Văn Thanh, ông Lưu Sĩ, các bé Sang Tâm, Sang Lộc, Sang Phước. Ngưỡng mong các vị hãy tùy hỷ những cái công đức mà quyến thuộc đã làm ngày hôm nay. Và khi mà tùy hỷ được những cái phước lành này thì sẽ được an lạc nơi cảnh giới tái sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.